Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Canh Ngọ dự đoán tài lộc từ nhiều lĩnh vực, năm nay tài chính của bạn không ổn định, hãy lưu ý những chi tiêu hoang phí hoặc không cần thiết. Hãy chú ý hơn về giao thông vì bạn sẽ dễ gặp phải tai nạn. Một người có thể có cơ hội nhận được một công việc mới trong năm nay. Cẩn thận với các bẫy thương mại được thiết lập bởi các nhân vật đố kỵ. Nói chung, những người sinh năm 1990 sẽ có ít tài chính vào năm 2020. Đối với tình yêu và mối quan hệ, họ có khả năng yêu một ai đó. Về sự nghiệp thì họ không nên đầu tư với rủi ro cao. Người tuổi Ngọ sinh năm 1990 nên cố gắng hết sức để có thành tích tốt trong công việc. Kinh nghiệm và chuyên môn học tích lũy được trong quá trình làm việc sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công hơn. Nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Lắng nghe người khác để đề xuất bạn có thể là một cách hiệu quả để tránh sai lầm. Tuổi Ngọ sinh năm 1990, nạp âm ngũ hành là Lộ Bàng Thổ, đa phần là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, đàn ông thường cố chấp, phụ nữ thì vượng phu ích tử. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ khí đồng niên nên rất vượng địa. Trong năm này, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và hệ hô hấp nhiều hơn cả, nhất là các bệnh về mũi. Trong công việc sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, nhưng cũng cần phải đề phòng gặp phải người lạ có ý chống đối, không nên đứng ra bảo lãnh cho người khác. Để hóa giải những tai ách của năm, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc suốt năm. Canh Dương Kim gặp Canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm 2020 Canh Tý, các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao. Tránh sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Tổng quan của vận hạn tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, sao chiếu mệnh và vận hạn của tuổi Canh Ngọ sinh năm 90 nam mạng. Sao Thái Bạch chiếu mạng là hung tinh bởi là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là các tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nam mạng gặp hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi có bị ốm đau, song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao, dễ bị té ngã dẫn tới trụy thai. Sao chiếu mệnh và vận hạn của nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh đều được nên đi xa, gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, sao này được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng trong năm gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn Tam Kheo thì nên chú ý các vấn đề về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì những người gặp hạn Tam Kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như là tay chân, xương khớp. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, ất hợp với canh hóa kim vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu, Sửu, tức là các tháng 1, 2, 4, 7, 8 và 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là ất có thể tiến hành vào những tháng này. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Dần, Ngọ, Tuất, hóa hỏa vào các tháng Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, tức là các tháng 1, 2, 4 và tháng 4 nhuận.
tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này, cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, mọi điều may mắn. Và một số điều cần chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất sẽ chọn ngày hoặc giờ là Dần, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những người tuổi Dần sẽ chọn giờ là Tuất. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Bính Thân sinh năm 1956, Mậu Thân sinh năm 1968, Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Canh Ngọ sinh vào năm 1990 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Sửu sinh năm 1949, Tân Sửu sinh năm 1961, Ất Sửu sinh năm 1985, Đinh Sửu sinh năm 1997, Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Ngọ. Nếu tiến hành, cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Ngọ Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi Mùi để kết hợp cũng có thể sử dụng tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động, phần chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân sinh năm 1968. Vị trí cung tài lộc: Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng hay là công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 31 tuổi. Theo cách tính này, từ trước tới nay trong năm này thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ là 31 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí tương hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Với nam mạng Canh Ngọ 1990 sẽ thuộc cung Khảm Thủy, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Hỏa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ là cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Nam Hỏa Hại, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ, Đông Nam Tuyệt Mệnh.
xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, phạm phải lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao tam lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng, đây là hướng đẹp, phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, cửa hàng, văn phòng mà các gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đầu tiên là kích hoạt tài lộc năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Tiếp theo đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Két sắt, đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường cần phải đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ.
Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra, tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống và công việc. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loài cây mang đến sự may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loài cây rất hợp với những người mang mệnh kim như tuổi Canh Ngọ 1990. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, đem đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc, quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ tư vấn từ thầy Gia Cát. Cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy, sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.